cái điều đầu tiên đó, nếu như mà chúng ta có được cái sự tín tâm, có được một cái sự tín tâm, một cái sự quyết định, thì cho dù là chúng ta làm bất kỳ việc gì thì nó cũng luôn luôn có được cái sự thành công. Thì mọi người mới thấy ở đây đó là khi chúng ta hành thiền thì nó không đòi hỏi là chúng ta phải tốn rất nhiều cái năng lực của thân. Không phải là cái công phu này là nó liên quan tới thân. Ở đây cái sự quan sát trong tâm là đóng vai trò quan trọng. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không có phải dùng quá nhiều cái năng lực trong cái việc quan sát, mà chỉ cần cái sự chú ý, sự chú tâm, chúng ta ghi nhận. Như vậy là chúng ta có cái sự nỗ lực thuộc về tâm. Và nếu như có được cái sự tiến tâm thì chúng ta dễ dàng có cái sự quan sát nó được thuận lợi. Thì chính vì vậy ở đây cái yếu tố đức tin, yếu tố niềm tin trong pháp hành đóng một cái vai trò quan trọng. Thì cái lúc ban đầu Đức Phật của chúng ta khi Ngài rời bỏ gia đình, rời bỏ hoàng cung để đi vào trong rừng hành thiền, thì lúc này là Ngài không có gặp bất kỳ ai và luôn luôn nhiệt tâm và nỗ lực cho cái sự thực hành. Và dường như là Đức Phật cũng không có một cái người thầy nào để có thể chỉ dẫn cho Ngài một cái sự thực hành đúng đắn ngay từ lúc ban đầu. Như vậy thì khi mà mới bắt đầu tìm đến cái việc thực hành thì Đức Phật của chúng ta, Ngài cũng không biết đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai. Và Ngài cứ thực hành với một cái sự nỗ lực, một cái sự nhiệt tâm rất là lớn. Hàng ngày Ngài cũng đi khất thực và sau đó dành toàn bộ cái thời gian để thực hành. Và dường như trong 6 năm đó là Ngài thực hành theo cái hạnh khổ hạnh, và người ngày càng trở nên gầy hơn, mỏng hơn, nhưng mà Ngài không hề suy giảm đi cái độ nhiệt tâm đối với sự thực hành. Thì mặc dù là đã hết sức cố gắng như vậy, nhưng mà trong 6 năm Đức Phật chúng ta cũng không có đạt được cái kết quả. Mặc dù là cái sự nhiệt tâm thì luôn luôn, lúc nào cũng vậy, Ngài luôn luôn có một cái sự nhiệt tâm rất mạnh. Ở đây đó là do cái niềm tin để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ của mình. Thế nhưng mà tuy nhiên cái sự nỗ lực, những cái sự công phu nó tốn cả về thân và tâm rất là nhiều, nhưng mà cũng không có đạt được trong 6 năm khổ hạnh đó. Và rồi cuối cùng Ngài đã vượt qua được rất là nhiều các cái khó khăn, rất là nhiều những cái sự đau khổ. Và cũng do các cái tích lũy ba la mật sâu dày của Ngài từ rất nhiều kiếp trước. Và cuối cùng Đức Phật đã đạt tới cái sự giác ngộ, đạt tới toàn giác trí. Như vậy ở đây là do cái công hạnh, cái ba la mật của Ngài. Và đức tin, ở đây đức tin đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái sự thực hành của mỗi chúng ta, cũng như là của Đức Phật. Do có cái niềm tin và do có cái ba la mật đã được tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp, và cuối cùng thì Đức Phật chúng ta, Ngài đã đạt tới cái sự giác ngộ, đạt tới cái sự toàn giác cuối cùng. Và chúng ta khi tới một cái trung tâm thiền hay là tới một cái nơi tu hành như thế này, thì khi ngồi thiền mọi người sẽ gặp rất nhiều các cái khó khăn. Vì là đối với nhiều người thì có lẽ là từ trước tới giờ chúng ta cũng chưa ngồi thế này bao giờ, thì sẽ thấy là những cái vọng tưởng phóng tâm nó nổi lên rất là nhiều, và các cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái mỏi không thể nào tránh khỏi. Đặc biệt là chúng ta ngồi thiền với một cái mật độ nó nhiều hơn so với bình thường, thì các cái hiện tượng như thế này nó lại càng xuất hiện, và không thể nào chúng ta có thể tránh khỏi. Bất kỳ một cái người thiền sinh nào cũng sẽ gặp phải những cái trường hợp như thế này trong lúc ngồi thiền. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một cái niềm tin, có một cái sự xác quyết, có một cái niềm tin đối với pháp hành, niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta cũng hiểu là nếu như mà chúng ta có một cái sự quan sát liên tục, miên mật trên đối tượng chính,
thì trong một vài ngày dần dần các cái hiện tượng này nó sẽ qua đi, và chúng ta cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát, cái sự thực hành của mình mà không có bị thối chí, không có bị nản lòng. Vì nếu không thì khi gặp phải những cái trường hợp như thế này, nếu không có một cái niềm tin, không có một cái đức tin vững mạnh, thì nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy rất là nản lòng, sẽ cảm thấy rất là thối chí, vì gặp rất nhiều các cái khó khăn, rất nhiều những cái đau đớn, rồi đau ngứa nhức mỏi, và các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm nó dường như là quá cái sức chịu đựng của mỗi chúng ta. Chính vì vậy mà cái yếu tố đầu tiên đóng một cái vai trò rất quan trọng, đó là đức tin. Đức tin đối với pháp hành, đức tin đối với sự chỉ dạy của Đức Phật. Hành theo những cái chỉ dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ đạt tới cái sự an vui, chúng ta sẽ đạt tới cái sự lợi lạc. Và tất cả các cái khó khăn, tất cả những cái vất vả như thế này, nếu chúng ta duy trì được cái sự thực hành thì dần dần nó sẽ được vượt qua. Thì chính vì vậy cái yếu tố đầu tiên đó là đức tin đóng một vai trò rất quan trọng. Cái yếu tố thứ hai đó là cái sức khỏe. Thì chúng ta cũng phải có một cái sức khỏe. Điều đó có nghĩa là chúng ta không bị các cái căn bệnh kinh niên, những cái căn bệnh hiểm nghèo. Và do các cái căn bệnh này, đâm ra là chúng ta không có thể ngồi được, chúng ta không có thể ăn được, chúng ta không có thể đi lại được bình thường. Vì không thể nào mà với các cái căn bệnh trầm trọng, với các cái căn bệnh kinh niên mà chúng ta có thể tiếp tục cái việc thực hành. Thì chính vì vậy, cái yếu tố quan trọng thứ hai đó là chúng ta phải có được sức khỏe. Có được sức khỏe ở đây, cái điều đó có nghĩa là chúng ta có thể ăn uống được bình thường, chúng ta có thể đi lại bình thường, và mọi việc, các cái sinh hoạt khác là chúng ta bình thường, không có cái vấn đề gì xảy ra. Và điều đó có nghĩa là mặc dù trong khi mà chúng ta hành thiền thì quý vị vẫn phải gặp phải các cái trường hợp, ví dụ như là đau, là nhức, là ngứa, là mỏi, những cái đau lưng vân vân. Nhưng mà những cái đó nó chỉ là những cái hiện tượng sanh khởi khi mà chúng ta thực hành. Nó không có ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta ngồi thiền, hay là chúng ta đi kinh hành, hay là trong các cái quan sát khác. Thì chính vì vậy cái yếu tố ở đây đó là cái sức khỏe. Và sức khỏe, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể ăn uống được bình thường, chúng ta có thể ngồi được bình thường, không gặp phải các cái căn bệnh hiểm nghèo. Vì nếu như có các cái căn bệnh kinh niên, các cái căn bệnh hiểm nghèo mà chúng ta không có thể ăn uống được, chúng ta không có thể đi lại hay là ngồi thiền được, thì không thể nào mà chúng ta thực hành. Thì chính vì vậy cái yếu tố thứ hai để giúp chúng ta thực hành tốt đó là phải có sức khỏe. Như vậy thì khi mà quý vị đã tới một cái chùa hay là một cái trung tâm thiền để chúng ta thực hành như thế này, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã có đầy đủ cái sức khỏe. Vì chúng ta có được sức khỏe, chúng ta mới có thể tới đây được. Chúng ta ăn uống được bình thường, chúng ta vẫn đi lại được bình thường, và chúng ta có thể ngồi thiền được. Và dĩ nhiên thì lúc mới đầu khi mà ngồi thiền thì vẫn phải gặp các cái đau, cái nhức, cái tê, cái căng cứng vân vân. Nhưng mà những cái chuyện đó là điều dĩ nhiên chúng ta sẽ gặp phải trong lúc ngồi thiền, chứ không phải là chúng ta mắc các cái căn bệnh kinh niên, các cái căn bệnh hiểm nghèo. Nếu như mà mắc các cái căn bệnh kinh niên và hiểm nghèo như thế này thì không thể nào mà chúng ta thiết lập được cái sức định, cũng như là có được cái chánh niệm tốt. Chính vì vậy mà cái sức khỏe là cái yếu tố thứ hai, nó cũng góp phần quan trọng trong cái việc thực hành của mỗi người. Cái yếu tố thứ ba tiếp theo đó là cái sự chân thật. Thì cái yếu tố chân thật ở đây nó đóng vai trò quan trọng trong sự thành công. Thì cái sự chân thật của chúng ta nó rất cần thiết trong tất cả các cái hoạt động, tất cả những cái lĩnh vực của đời sống. Và khi chúng ta hành thiền cũng vậy, thì cái sự chân thật là cái điều rất quan trọng, không thể thiếu. Do có cái sự chân thật này thì chúng ta mới có thể thành công. Ở đây cái điều đó có nghĩa là chúng ta rất chân thực với sự thực hành của mình. Khi mà chúng ta trình pháp với thiền sư, chúng ta luôn luôn có một cái tâm chân thật, một cái tâm mở rộng. Có như thế nào thì chúng ta nói như vậy. Nếu mà chúng ta thực hành chưa tích cực thì chúng ta nói là chúng ta cũng chưa thực hành tích cực, chúng ta chưa thực hành tới nơi tới chốn một cách rất là cởi mở, để rồi chúng ta có được những cái lời khuyên,
những cái điều đóng góp cho nó thật là xác đáng để giúp cho cái việc thực hành của mình nó được tốt hơn. Thế còn nếu như mà chúng ta không chân thật thì rất là khó để có thể thiết lập được sức định cũng như là chánh niệm. Vì chỉ khi mà chúng ta chân thật thì nó mới giúp cho chúng ta ghi nhận là đúng được những cái điều mà mình cần thiết phải vượt qua. Thì lúc này do có cái sự chân thật thì người thiền sư mới hiểu rõ được thiền sinh hơn và đưa ra được những cái lời khuyên chính xác hơn. Và chúng ta chân thật không chỉ đối với thiền sư và chúng ta còn chân thật với tất cả mọi người trong cái giao tiếp, thì cái sự chân thật ở đây nó cũng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của thực tập. Cái sự chân thật ở đây nó thể hiện trong cái lúc thực hành thì chúng ta thấy là nếu mà thiếu đi cái yếu tố chân thật thì nhiều người khi mà trước mặt mọi người, người ta cố gắng làm ra vẻ là rất là có chánh niệm, rất là có cái sự quan sát khi mà ở chỗ đông người hoặc là ở trong thiền đường, thì là người ta cố ngồi cho nó thật là lâu hơn. Dĩ nhiên nếu như mà chúng ta có khả năng ngồi lâu thì cái điều đó không thành vấn đề, nhưng mà nhiều khi là người ta cố thể hiện ở thiền đường, cố thể hiện ở cái chỗ đông người, chúng ta cố để làm cho có vẻ chánh niệm hay là cố ngồi lâu hơn. Thế rồi trong những cái lúc khác khi mà không có ai cả thì chúng ta lại không có duy trì được chánh niệm, chúng ta hoàn toàn đánh mất đi cái sự thực hành của mình, mà chúng ta chỉ có cố gắng làm sao thực hành khi mà có mặt nhiều người, chúng ta cố thể hiện là có chánh niệm, cố thể hiện là có được cái sự tiến bộ về sức định. Thì nếu như mà chúng ta không có một cái mức độ chân thật như vậy thì cái việc thực hành của chúng ta không thể nào nó duy trì được một cách liên tục ở mọi nơi mọi lúc. Thì mọi người thấy ở đây với cái yếu tố chân thật nó sẽ giúp chúng ta duy trì được cái sự thực hành cho dù là ở chỗ đông người hay là ít người, cho dù là chỉ có một mình chúng ta thì cái việc thực hành nó cũng vẫn được duy trì một cách liên tục không ngừng nghỉ. Chính vì vậy mà chánh niệm và sức định nó sẽ được tăng trưởng và phát triển do có cái sự chân thật. Cái yếu tố tiếp theo đó là cái sự tinh tấn hay là cái sự cố gắng, nỗ lực. Thì cái sự nỗ lực của chúng ta nó phải được duy trì ở trong tất cả các cái oai nghi, và điều đó có nghĩa là chúng ta phải duy trì cái sự quan sát trong lúc ngồi thiền, rồi lúc đi kinh hành và trong các cái hoạt động khác, chúng ta phải luôn luôn có một cái sự quan sát, luôn luôn có một cái sự ghi nhận. Nếu thiếu đi cái yếu tố của tinh tấn này thì cái sự thực hành của chúng ta nó không thể nào được liên tục, và như vậy thì chúng ta rất là khó để có thể có được cái sự tiến bộ trong pháp hành. Chính vì vậy nhờ có cái yếu tố của tinh tấn, cái sự nỗ lực cố gắng của chúng ta được duy trì một cách liên tục không bị gián đoạn ở trong tất cả các cái oai nghi. Khi chúng ta ngồi, chúng ta cũng luôn luôn có cái sự quan sát cẩn thận kỹ càng, và rồi đến khi đi kinh hành cũng được tiếp tục duy trì. Và không chỉ vậy, trong các cái hoạt động, các cái sinh hoạt khác, chúng ta vẫn duy trì được cái sự liên tục quan sát. Chính vì vậy mà cái pháp hành của chúng ta nó sẽ được phát triển, nó sẽ trở nên tốt hơn do cái yếu tố của tinh tấn. Và nếu như mà thiếu đi cái yếu tố của tinh tấn thì mọi người mới thấy là chúng ta nhiều khi chỉ có ghi nhận cái đối tượng nó trong được một cái thời gian đầu rất là ngắn. Thế rồi là các cái khác nó xen vào, chúng ta không có ghi nhận được. Ví dụ như là các cái vọng tưởng, phóng tâm, các cái suy nghĩ, hay là cái lúc mà chúng ta rơi vào các cái trạng thái buồn ngủ. Sở dĩ như vậy là thiếu đi cái yếu tố của tinh tấn. Nếu như mà có được một cái sự tinh tấn mạnh mẽ thì bất kể khi nào mà các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, phóng tâm nó sanh khởi, chúng ta cũng đều ghi nhận được. Và lúc mà buồn ngủ, dã rượi nó xảy ra thì chúng ta cũng ghi nhận và quan sát được. Và để vượt qua được các cái khó khăn, để vượt qua được các cái tình huống như thế này thì điều đó nó đòi hỏi phải có một cái sự tinh tấn. Nhờ có cái yếu tố tinh tấn ở đây, chúng ta cũng duy trì cái sự quan sát trên tất cả các cái đối tượng. Bất kể khi nào mà các cái hiện tượng nó sanh khởi, chúng ta cũng kịp thời hay biết và ghi nhận. Như vậy thì yếu tố tinh tấn cũng góp phần trong cái sự thành công của thực hành.
Dĩ nhiên là cái lúc ban đầu chúng ta sẽ thấy cái việc thực hành của mình nó sẽ gặp phải rất nhiều các cái khó khăn. Nhiều khi là cái quan sát đó nó làm chúng ta cảm thấy nó rất là mệt mỏi, vì là cái tinh tấn nó chưa có đạt được một cái sự quân bình, một cái sự liên tục. Thế rồi chúng ta cứ tiếp tục kiên trì, chúng ta ghi nhận và quan sát, thì lúc này là cái sự quan sát của mình nó sẽ trở nên là xít sao hơn, nó gắn kết hơn, thì cái tinh tấn nó dần dần được thiết lập và có mặt trong cái sự quan sát. Thì lúc này cho bất kỳ cái hiện tượng nào nó sanh khởi, cho dù là có các cái vọng tưởng phóng tâm nó sanh khởi, chúng ta cũng hay biết ngay lập tức. Và rồi các cái đau, cái nhức, cái ngứa, cái mỏi vân vân nó sanh khởi, chúng ta cũng ghi nhận được và liên tục duy trì quan sát trên các cái đối tượng. Thì như vậy, nếu như tinh tấn có mặt, tinh tấn được thiết lập, thì cái việc thực hành của chúng ta nó trở nên xít sao hơn và dễ dàng hơn. Như vậy thì cái yếu tố tinh tấn ở đây cũng đóng một cái vai trò rất quan trọng trong việc thực hành. Nếu như mà chúng ta có được cái sự tinh tấn thì chúng ta sẽ ghi nhận, chúng ta bắt kịp cái đối tượng đó một cách kịp thời và dễ dàng. Thì mọi người phải duy trì cái sự quan sát rất là cẩn thận, không chỉ là khi chúng ta ngồi thiền mà ngay kể cả khi chúng ta đi kinh hành và trong các cái hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày. Cũng giống như là đầu giờ chiều hôm nay tôi đã giới thiệu với quý vị, khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta cũng phải có một sự quan sát, một cái sự quan sát rất là kỹ càng, rất là cẩn thận. Thế rồi khi mà chúng ta mở cửa, đóng cửa, hay là lúc đi dép, và kể cả lúc mà chúng ta gỡ kính ra, chúng ta tháo kính, rồi chúng ta đeo kính lại. Như vậy thì trong bất kể các cái hoạt động nào, nếu như mà chúng ta có một cái sự quan sát một cách kỹ càng, một cách cẩn thận, và điều đó có nghĩa là chúng ta đang phát triển về cái sự tinh tấn để làm cho nó được liên tục. Và nếu như mà có cái sự tinh tấn ở đó thì chúng ta luôn luôn bắt kịp được vào cái đối tượng hướng tâm và bắt kịp cái đối tượng khi mà nó sanh khởi. Như vậy thì lúc chúng ta ngồi thiền, cái việc ghi nhận của chúng ta nó cũng sẽ tốt hơn. Rồi để làm cho cái việc đó được tốt hơn thì chúng ta cũng phải duy trì, khi mà mình đi kinh hành, dỡ bước đạp, chúng ta cũng phải quan sát cẩn thận. Và trong các cái sinh hoạt khác, dù là nhỏ nhất, chúng ta cũng phải có cái sự quan sát, cái sự ghi nhận một cách kỹ càng, một cách cẩn thận. Và như vậy thì do cái sự liên tục của các cái quan sát như thế này thì nó làm cho cái yếu tố tinh tấn nó ngày càng được phát triển, được tăng trưởng và trở nên vững mạnh. Thì lúc này cái sự ghi nhận của chúng ta hướng tới các cái đối tượng nó sẽ chính xác hơn, xít sao hơn và kịp thời hơn. Và cái yếu tố nữa đó là trí tuệ hay là cái sự hiểu biết. Thì khi mà chúng ta thực hành như thế này thì là cái yếu tố của trí tuệ nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Thì lúc này chúng ta cũng phải biết đâu là đúng, đâu là sai, cái cách thức thực hành như thế nào cho nó đúng, cho nó chính xác. Nếu như mà chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng về cái cách thức thực hành, chúng ta có thể áp dụng một cách chính xác trong cái sự quan sát của mình, thì cái việc thực hành nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, nó không có còn khó khăn nữa. Như vậy thì cái yếu tố về trí tuệ hay là cái yếu tố của cái sự hiểu biết ở đây nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong cái sự thành công của cái tu tập của mỗi người. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu một cách rất là rõ về cái cách thức cũng như là phương pháp thực hành cho nó chính xác, để chúng ta áp dụng cho nó đúng. Và như vậy thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng. Ở đây tôi đưa ra một cái ví dụ về cái hiểu đúng trong cái việc thực hành đó là như thế nào. Thì khi mà chúng ta quan sát ở đây, tức là chúng ta đang quan sát về cái bản chất, cái bản chất của các cái hiện tượng. Và điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có thuần túy chúng ta ghi nhận, quan sát mà thôi. Nếu mà chúng ta thấy nóng thì chúng ta ghi nhận là nóng, lạnh chúng ta ghi nhận là lạnh, cứng chúng ta biết là cứng, mềm chúng ta biết là mềm, căng thì chúng ta biết là căng, vân vân. Thì tất cả những cái đó là các cái bản chất tự nhiên của các cái hiện tượng, chúng ta ghi nhận đúng với cái bản chất của nó, đó là cái nóng,
cái lạnh, cái căng, cái cứng, cái tê, vân vân. Và chúng ta cũng không cần thiết là phải hỏi là tại sao, như thế nào, điều gì nó đang xảy ra vậy. Thì cái điều đó là không có cần thiết, và chúng ta cũng chưa có áp dụng đúng trong cái việc thực hành. Nếu như mà trong đầu chúng ta còn khởi lên các cái câu hỏi như vậy, thì điều đó có nghĩa là gì? Để thực hành được đúng, chúng ta chỉ ghi nhận, quan sát một cách thuần túy. Nó có làm sao thì chúng ta ghi nhận đúng nó như vậy, mà không có tò mò để tìm hiểu thêm là tại sao nó lại xảy ra như vậy, và nó là như thế nào, và điều gì đang diễn ra. Như vậy thì cái hiểu đúng ở đây thì có nghĩa là chúng ta thấy thì chúng ta ghi nhận là thấy, hoặc là nghe chúng ta ghi nhận là nghe. Bất kể những cái gì mà nó xoay khởi thì chúng ta cũng chỉ ghi nhận mà thôi, không có tìm hiểu, không có tò mò, và chúng ta không có sợ hãi, chúng ta không có lo lắng. Nếu như mà không hiểu được điều này, nếu như mà không có một cái sự ghi nhận một cách đúng đắn như vậy, thì nhiều khi chúng ta thấy một cái hình ảnh, tuy nhiên là chúng ta không biết cái điều gì xảy ra, thì chúng ta thấy sợ, và chúng ta không ghi nhận mà chúng ta lại có một cái cảm giác là sợ, thì chúng ta cũng không biết là cái điều gì xảy ra. Thế rồi có những cái lúc có nhiều các cái hiện tượng nó xảy ra trong lúc hành thiền, thì chúng ta không biết đấy nó là cái gì, thì chúng ta lại tò mò, chúng ta mở mắt ra, chúng ta muốn biết xem là cái điều gì nó đang xảy ra với thân thể của mình. Thì cái điều đó nó sẽ làm cho cái sức định nó bị suy giảm, và chánh niệm nó không được duy trì một cách liên tục. Nếu như mà mình hay có cái sự tò mò, muốn biết cái điều gì xảy ra, hoặc là chúng ta cảm giác là sợ hãi với các cái kinh nghiệm hay là các cái hình ảnh chúng ta thấy. Chính vì vậy mà khi quan sát bất kỳ cái gì nó đang xảy ra, chúng ta hãy chỉ ghi nhận mà thôi. Nếu thấy một cái hình ảnh, cho dù nó là gớm ghiếc, nó là kinh sợ đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chỉ ghi nhận đó là thấy, hoặc là nghe. Khi chúng ta nghe một cái âm thanh nào đó, bất kỳ một cái kinh nghiệm nào, như vậy là ở đây nó sẽ giúp chúng ta có được một cái hiểu đúng đắn trong quá trình thực hành. Và thiếu đi cái sự hiểu biết đúng đắn như thế này, thì cái việc thực hành của chúng ta không thể nào nó có thể diễn ra một cách tốt đẹp để đạt được sức định cũng như là chánh niệm. Thì quý vị cũng biết là cái đối tượng trong khi mà chúng ta hành thiền ở đây đó là phòng xẹp ở bụng. Cái đối tượng chính mà chúng ta cần quan sát đó là cái chuyển động phòng xẹp. Thì chúng ta cần phải hiểu cái điều này một cách rất là rõ ràng. Thế còn nhiều khi chúng ta bắt đầu quan sát một lúc thì chúng ta thấy cái đối tượng này nó mờ đi. Thế khi mà đối tượng nó mờ đi như vậy thì nhiều người là thấy là vậy thì cái đối tượng bây giờ nó mờ quá rồi. Nhiều người là muốn là để cho nó rõ hơn, thế là họ lại nhiều khi là hít vào cho nó thật sâu, cho nó mạnh, để cho nhìn thấy nó rõ hơn. Thì như vậy là nó không còn đúng nữa. Vì là ở đây chúng ta cần hiểu đó là quan sát các hiện tượng này một cách tự nhiên, là chúng ta chỉ ghi nhận một cách hoàn toàn tự nhiên mà không có can thiệp vào cái tiến trình của nó, không có làm cho nó trở nên rõ hơn. Vì nếu mà nó mờ thì chúng ta cũng vẫn ghi nhận được cái chuyển động của bụng, như vậy là đã tốt rồi. Và trong một số các cái trường hợp khác thì chúng ta quan sát một lúc, thì là lúc này chúng ta sẽ, nhiều người là không còn thấy cái đối tượng ở đâu nữa. Thì lúc này chúng ta cũng cần phải hiểu là luôn luôn trong tâm của chúng ta nó phải ghi nhận, nắm bắt một cái đối tượng nào đó, thì như vậy là chúng ta mới không có bỏ phí thời gian. Thế còn nhiều khi là chúng ta không thấy cái đối tượng, rồi tâm của chúng ta nó lại vẩn vơ cái chuyện này chuyện kia, thì như vậy là chúng ta đang bỏ lỡ các cái thời gian để quan sát. Như vậy thì khi mà cái đối tượng nó mờ thì chúng ta cũng vẫn cứ ghi nhận, nó mờ chúng ta biết là nó mờ, nhưng mà nếu mà vẫn ghi nhận được cái sự chuyển động của bụng thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái sự quan sát cái chuyển động của bụng. Thế rồi tiếp tục là một lúc nữa, lúc này chúng ta không nhận thấy cái đối tượng phòng xẹp, chúng ta không nhận thấy cái chuyển động của bụng nữa, thì chúng ta cần phải ghi nhận một cái đối tượng nào đó, chẳng hạn như là chúng ta ghi nhận cái tư thế ngồi của toàn thân, hay là chúng ta ghi nhận cái sự xúc chạm của đôi bàn tay. Lúc này là cái đôi bàn tay của chúng ta nó xúc chạm thì là nó có một cái sự có một cái cảm thọ, một cái sự xúc chạm ở đó, thì chúng ta cũng ghi nhận được cái sự xúc chạm này khi mà cái đối tượng phòng xẹp nó không còn có ở đó. Thì như vậy là chúng ta không có bỏ phí thời gian,
chúng ta cũng luôn luôn có được một cái sự quan sát, chúng ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận, và cái việc thực hành của chúng ta nó vẫn diễn ra một cách liên tục và đều đặn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu để áp dụng cho nó đúng trong cái việc thực hành của mình. Thứ nhất, đó là chúng ta quan sát các cái đối tượng một cách tự nhiên, không có can thiệp, không có can thiệp vào trong cái sự thực hành. Cái thứ hai nữa, nếu như mà đối tượng chính của chúng ta nó trở nên không có rõ ràng và nó không còn có ở đó nữa, thì chúng ta cần phải nắm bắt một cái đối tượng nào đó, có thể là cái tư thế ngồi của toàn thân hay là sự xúc chạm của đôi bàn tay. Thì nhờ có cái sự ghi nhận đó mà cái quan sát của chúng ta nó luôn luôn được duy trì một cách đều đặn. Chính vì vậy mà cái yếu tố của trí tuệ hay yếu tố của một cái sự hiểu biết trong cái quan sát là điều quan trọng để giúp chúng ta có được một cái sự thực hành cho nó đúng đắn. Thì cái sự hiểu biết trong khi mà quan sát như thế này thì nó rất là quan trọng, vì là khi mà chúng ta ngồi thiền như thế này thì sẽ có rất nhiều các cái kinh nghiệm xảy ra. Thì quý vị có thể thấy rất nhiều các cái hình ảnh nó bắt đầu khởi lên trong tâm, đúng không? Chúng ta sẽ thấy nào là chư thiên, nào sông, nào núi. Thế rồi không chỉ có chư thiên, không chỉ có sông núi, thì chúng ta cũng lúc là thấy ma, thấy quỷ, thấy các cái thân hình đầu lâu xương sọ, rồi thấy các cái thây người nó đang rỉ máu, và các hình ảnh rất là khủng khiếp. Hoặc là có những lúc là chúng ta nghe những cái âm thanh, âm thanh rất là lạ lùng, có thể là mình chưa nghe bao giờ, chưa biết bao giờ những cái âm thanh nó lạ ở đâu nó văng vẳng tới. Thế rồi trong những trường hợp khác nữa thì chúng ta cũng thấy là các cái hiện tượng khác ở trên thân thể của chúng ta, cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái mỏi. Thì nếu như mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta luôn luôn ghi nhận được các cái hiện tượng này một cách kịp thời. Thì nếu như mà thấy các cái hình ảnh đó, chúng ta chỉ ghi nhận là thấy. Thế chẳng hạn như là thấy một cái hình ảnh nó rất là ghê gớm mà nó làm cho chúng ta cảm thấy là sợ hãi, lúc này là có cái sợ nó sanh khởi, thì chúng ta phải ghi nhận là gì? Sợ. Như vậy là chúng ta ghi nhận rất là kịp thời, rất là đúng đắn. Nếu như mà chúng ta có thể áp dụng đúng được như vậy thì dần dần là chúng ta sẽ vượt qua được các cái kinh nghiệm như thế này. Thế còn nếu như mà không biết cách quan sát thì nhiều khi các cái hiện tượng này nó sanh khởi, nó sẽ chi phối tâm của chúng ta, nó làm cho tâm chúng ta sẽ trở nên loạn động và không biết cách quan sát ra làm sao. Thì chính vì vậy mà hiểu biết đúng đắn trong cái sự quan sát là cái điều rất quan trọng để chúng ta vượt qua được các cái khó khăn, đặc biệt là khi có nhiều các cái kinh nghiệm khác thường nó xảy ra. Như vậy là cái sự hiểu biết đúng đắn trong cái thực hành của chúng ta, hay là cái yếu tố của trí tuệ, yếu tố của cái sự hiểu biết là rất quan trọng để giúp chúng ta có được cái cách quan sát cho đúng. Vì là rất nhiều các cái trường hợp chúng ta thấy các cái hình ảnh, các cái hiện tượng mà chúng ta cảm thấy rất là lạ lùng, thì lúc này nhiều người cảm thấy sợ hãi, và rồi chúng ta không biết cách quan sát thì nhiều người người ta sẽ ngừng không hành thiền nữa, hoặc là người ta rời bỏ trung tâm thiền. Thế rồi nhiều người khác thì lại thấy như vậy thì người ta nói hành thiền là cuối cùng là bị thế đấy, hành thiền là dễ dẫn tới tổ hỏa nhập ma, là dễ bị điên điên khùng khùng là do hành thiền. Nhưng mà kỳ thực thì không phải như vậy, vì nếu mà chúng ta hành thiền đúng đắn thì thậm chí là cái việc hành thiền này nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được các cái căn bệnh liên quan tới thần kinh, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là phải biết cách quan sát, biết cách áp dụng cho nó chính xác, cho nó đúng đắn, cái hiểu cho nó đúng khi mà chúng ta thực hành. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn ghi nhận những gì nó sanh khởi, chúng ta đừng có tò mò và chúng ta cũng chớ có sợ hãi. Thì nếu như mà thấy các cái hình ảnh mà chúng ta cảm giác nó rất là lạ lùng, rất là ghê gớm, thì chúng ta cũng hãy chỉ ghi nhận đó là thấy. Và rồi nếu như mà có cái sợ hãi nó sanh khởi thì chúng ta cũng phải biết cách ghi nhận, chúng ta kịp thời chúng ta niệm là sợ. Thì do có cái áp dụng đúng đắn như vậy thì các cái trường hợp này nó sẽ từ từ được vượt qua và nó không bị chi phối tâm của chúng ta, nó không có bị làm cho tâm của chúng ta trở nên ám ảnh, trở nên sợ sệt. Và nếu chúng ta không biết cách mà các cái trường hợp này nó cứ liên tục nó xảy ra và tâm của chúng ta nó cứ liên tục bị chi phối, bị ám ảnh như vậy, thì
nhiều lúc nó làm cho các cái hành động của chúng ta nó sẽ trở nên bất thường. Và nhiều người, người ta thấy như vậy thì người ta sẽ có một cái đánh giá sai lầm về về thực hành thiền, và người ta sẽ cho rằng là cái thực hành thiền như thế này nó sẽ làm cho con người chúng ta trở nên bất bình thường, trở nên bị tẩu hỏa nhập ma. Thì cái điều đó không đúng. Cái điều đó là chẳng qua là do cá nhân cái người đó chưa biết cách thực hành, chưa biết cách quan sát, hay tóm lại là cái yếu tố của sự hiểu biết hay cái yếu tố của trí tuệ nó không có mặt trong cái sự quan sát. Thì nếu như mà có cái yếu tố hiểu biết, yếu tố trí tuệ thì nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả các cái khó khăn, tất cả các cái kinh nghiệm lạ lùng nào mà chúng ta từ trước tới giờ chưa từng gặp. Khi để hành thiền được tốt như thế này thì chúng ta thấy là nó phải có một cái sự quân bình của niệm, của định và tinh tấn. Thì nếu như mà không có một cái quân bình về định, niệm và tinh tấn như thế này thì nhiều khi là chúng ta ngồi lâu quá, nhưng mà đến lúc mà đi kinh hành thì chúng ta lại đi kinh hành rất là ít. Thì như vậy là cái yếu tố phong đại của chúng ta nó đã bị mất quân bình. Ở đây là cái yếu tố phong đại nó mất quân bình, và rồi là chúng ta không có thể quan sát tốt được khi mà chúng ta ngồi trở lại. Thì nhiều khi là các cái đau, các cái ngứa, các cái suy nghĩ nó nổi lên thì chúng ta lại chạy theo các cái đối tượng như vậy. Chúng ta không có nắm bắt được, duy trì được quan sát trên cái đối tượng chính của mình. Thì chính vì vậy mà ở đây chúng ta cần phải quân bình giữa lúc ngồi thiền cũng như là khi chúng ta đi kinh hành, và tuân thủ theo cái thời khóa 1 giờ ngồi thiền và 1 giờ đi kinh hành để giúp chúng ta có được một cái sự quân bình tốt nhất về định, về niệm và tinh tấn. Thế thì nếu như ai đó mà chúng ta có thể ngồi lâu hơn, chúng ta ngồi 1 tiếng đồng hồ và vẫn cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, thì chúng ta có thể ngồi tới 1 tiếng rưỡi. Thế nhưng mà sau khi mà ngồi cái thời dài như thế này thì chúng ta cũng cần phải đi kinh hành cho nó đủ để chúng ta quân bình giữa tĩnh và động. Thì như vậy là các cái yếu tố của niệm, của định và tinh tấn nó được quân bình, cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ kịp thời, nó sẽ sát sao và nó bám được trên đối tượng. Nếu như mà mất quân bình của các cái yếu tố này thì chúng ta sẽ thấy là nhiều các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm, các cái suy nghĩ nó nổi lên nhiều hơn, thế rồi các cái buồn ngủ, các cái đau, các cái ngứa, vân vân, nó cứ sanh khởi, và rồi là chúng ta không có thể quan sát được các cái đối tượng chính của mình. Nếu như mà các cái yếu tố về tinh tấn, về niệm và về định nó không được thiết lập một cách quân bình. Như vậy thì cái yếu tố của cái sự hiểu biết ở đây trong cái pháp hành của chúng ta, hay là cái yếu tố của trí tuệ, nó đóng vai trò rất là quan trọng. Nếu đi thiếu đi cái yếu tố này thì nhiều lúc là chúng ta thực hành nó không có đúng, hoặc là chúng ta lại dễ tin theo cái phương pháp này hay là phương pháp kia, vì là chúng ta cũng không biết rõ đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thích hợp, đâu là không thích hợp. Thì chính vì vậy mà cần phải có được một cái sự hiểu biết đúng đắn trong pháp hành. Và ở đây cái việc thực hành chúng ta, khi mà các cái yếu tố nó được quân bình về định, về niệm, về tinh tấn, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được các cái tiến trình về thân tâm hay là về danh sắc, và rồi là chúng ta hiểu rõ được về bản chất, thấy rõ được cái hiện tượng này dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và nếu như mà thực hành đúng đắn thì chúng ta sẽ giảm thiểu được các cái phiền não và dẫn tới dần dần diệt trừ được các cái phiền não này. Thì như vậy cái mục đích chính ở đây đó là do chúng ta quân bình được về các cái yếu tố định, niệm, tinh tấn thì chúng ta sẽ hiểu rõ được về các cái tiến trình thân tâm hay là danh sắc, và rồi chúng ta hiểu rõ được về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và tiếp tục thực hành như vậy thì chúng ta sẽ giảm thiểu được và diệt trừ được các cái phiền não. Thì như vậy là cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên đúng đắn. Do có cái đúng đắn như vậy thì giúp chúng ta thấy rõ được bản chất của các cái hiện tượng, và cái sự hiểu biết của chúng ta nó ngày càng trở nên tăng trưởng. Thế thì ở đây cái yếu tố mà hiểu biết nó rất quan trọng để nó giúp chúng ta phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai.
thì nó giúp chúng ta đi theo cái con đường đúng đắn, chúng ta lựa chọn một cái sự đúng đắn. Và khi đã có được một cái sự đúng đắn ở đó, chúng ta hiểu được đâu là đúng, đâu là sai, thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta nếu gặp phải các khó khăn do có cái sự hiểu biết thì chúng ta lựa ra được cái sự thực hành đúng. Và với cái sự thực hành đúng thì chúng ta dễ dàng vượt qua được các cái khó khăn. Thì chính vì vậy mà khi quý vị nghe những cái hướng dẫn thì quý vị cần phải có được một cái sự hiểu biết rất rõ ràng trong những cái lời hướng dẫn, và hiểu biết một cách rất rõ ràng khi mà chúng ta áp dụng trong cái sự thực hành. Thì nhờ vậy cái sự thực hành của chúng ta nó trở nên đúng đắn. Và nếu như cái sự thực hành của chúng ta nó trở nên đúng đắn thì nó giúp chúng ta dễ dàng vượt qua được các cái khó khăn trong bước đường tu tập của mình. Thì chính vì vậy mà ở đây cái yếu tố thứ năm đó là cái sự hiểu biết, nó đóng một cái vai trò cũng quan trọng trong cái sự thực hành của mỗi người. Và như vậy thì chúng ta thấy về năm cái yếu tố mà đã được đề cập. Cái yếu tố đầu tiên đó là về đức tin, chúng ta phải có đức tin. Thế rồi chúng ta có được cái thứ hai đó là gì? Đó, đức tin. Rồi tiếp tới đó là sự tinh tấn, rồi chân thật, tinh tấn, chân thật, đức tin, sức khỏe, sức khỏe và trí tuệ. Thì nếu như mà hội tụ được năm cái yếu tố này thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, và quý vị sẽ thu được nhiều các cái lợi ích trong việc thực hành. Như vậy thì qua một cái 10 ngày tu tập như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái lợi lạc, nhiều cái lợi ích nếu như mà chúng ta nắm được các cái yếu tố cần thiết trong sự thực hành của mình. Và tới đây thì tôi xin kết thúc cái bài pháp thoại tối nay ở đây, và cũng rất mong quý vị hành giả là chúng ta thu được nhiều lợi ích trong quá trình thực hành thông qua các cái bài pháp thoại và hiểu được những cái yếu tố cần thiết trong sự thực hành của mình. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui của mình. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui của mình. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.